Xin chào mọi người, em là Toàn, tới từ đại lý Toyota Đắk Lắk và địa chỉ của bên em là 167 Nguyễn Thái Bình, ngay gần sân bay Buôn Ma Thuột. Và em Toàn sẽ cập nhật cho anh chị em về chương trình khuyến mại của mẫu xe Veloz Cross tháng 11 này. Và hiện tại Veloz Cross có hai phiên bản đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất là phiên bản Veloz Cross tiêu chuẩn có mức giá niêm yết là 658 triệu và phiên bản Veloz Cross Top có mức giá niêm yết là 698 triệu. Và mẫu xe này là mẫu xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam sẽ được hỗ trợ 50% thuế trước bạ từ chính phủ. Và hiện tại trong tháng 11 này, khi quý khách hàng mua xe phiên bản Veloz Cross sẽ được hỗ trợ từ đại lý thêm là 50% trước bạ, tương đương tổng khuyến mại sẽ là 100% lệ phí trước bạ, kèm với đó là các chương trình ưu đãi đặc biệt khác. Và hiện tại với những khách hàng mua xe trả góp thì hiện tại với những mẫu xe của nhà Toyota thì sẽ có ngân hàng tài chính Toyota với mức lãi suất rất là ưu đãi từ 0% tới 1.99%, tùy thuộc vào từng gói vay của quý khách hàng. Và mọi thông tin cũng như là giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng để biết thêm chi tiết thì xin vui lòng gọi liên hệ trực tiếp với em Toàn qua số hotline 0907 05 1539. Và em Toàn xin chân thành và cảm ơn.